Anh ơi, vợ tôi đang đau bụng trẻ, anh làm ơn chở vô bệnh viện giùm lẹ lên. Lẹ lên không sao đâu em. Đau quá. Nè, đỡ lên. Đau quá. Thôi, nhìn lên bệnh viện đi. Cái gì vậy? Nữa hả? Mẹ, anh kia. Lẹ lên. Vợ con sắp đẻ rồi nè, đi đâu vậy? Con sẽ đẻ rồi sao? Hả? Cái gì? Cũng sắp đẻ luôn hả? Giờ sao? Đau quá. Thôi, đừng có nói nhiều, lên xe dở hết. Hai người làm sao mà đạp xe nổi? Được mà. Lẹ đi. Đau quá. Đau lên. Nè, lên xe. Từ từ nha. Ôi, con kia, từ từ. Rồi. Ôi, anh đợi em được. Ngồi xuống. Nè, mấy anh, phụ tôi nghĩ ngoài sao, ngoài sao. Sao để nổi, nghĩ ngoài sao. Được rồi, nhìn lên. Nè, em ngồi dậy ăn cơm đi. Dạ. Má nói bà con lối sớm tới thăm, mỗi người cho 1 ký thịt lợn, còn có bắp cải rồi chú sứ nữa. Má nói là ăn không hết nên má làm chà bông cho em để dành ăn từ từ. Anh nói với má đừng có làm chà bông cực lắm, hay là cứ đem ra kho ăn hết đi. Trời, cả 10 ký thịt mà kho ăn sao hết. Em nhìn kìa, sao mà nó giống anh quá. Con của ba. Không sao đâu em. Vợ chồng trẻ thiệt là dễ thương. Con gái nhà ai thì thiệt là có phước vậy. Bà thương con quá. Gì vậy em? Anh. Mà cái cô này cũng lạ thiệt, không thấy ai thăm mà cũng không thấy ăn uống gì ngoài ly sữa mà em biểu anh đem qua cho cổ. Anh nè. Sao? Anh còn nhớ chuyện hôm trước em kể cho anh nghe không? Anh không nhớ. Thì cái cô gái mang bầu bị bạn trai đưa vô bệnh viện kêu bác sĩ lén phá bỏ đó. À, anh nhớ rồi. Mà sao? Không lẽ là cô này đó hả? Dạ, là cổ đó. Anh à, hay là anh sớt cơm đem qua cho cổ đi. Không có người thăm nuôi chắc cổ tủi thân lắm đó. Ừ. Cô ơi. Dạ, anh kêu em. Nãy giờ tôi chưa thấy cô ăn uống gì, còn phần cơm tôi mang qua đây cho cô ăn nè. Dạ thôi, cảm ơn anh, em không đói. Em không phải nói dối đâu, sáng giờ em cũng có ly sữa à, làm sao mà không đói được. Dạ, nhưng mà phần cơm này của chị mà. Không sao đâu, ông xã chị nấu tới 2 phần lận, chị ăn không có hết đâu. Đúng rồi. Nè, cô ăn cơm đi. Dạ, em cảm ơn anh. Em cứ ăn thoải mái nha, đừng có khách sáo đó. Dạ. Coi kìa, coi cái miệng. Trời, nó giống anh ghê ba. Chưa? Dễ thương quá à. Dạ, cà phê của cậu nè. Thu Trâm đúng là hào phóng thiệt. Bấy nhiêu đây cũng đủ vui vẻ với em hơn 1 tuần rồi. Anh cho hỏi có phải anh là Nguyễn Phùng phải không? Tôi là Nguyễn Phùng. Có gì không? Cuối cùng cũng được gặp. Tôi tìm anh từ sáng tới giờ. Cảm ơn cô. Anh tìm tôi chi vậy? Qua đây. Giờ anh lên xe đi.
Tôi sẽ chở anh đi gặp một người. Gặp ai? Mà mắc gì tôi phải lên xe? Thì anh cứ lên xe đi. Lúc gặp á, rồi anh sẽ biết người nào. Không, tôi không đi. Nè, anh đừng để rượu mời không uống uống rượu phạt nha. Tôi không có kiên nhẫn được đâu. Anh lên xe đi. Đi. Em à, em có đủ sữa không? Dạ nhờ được ăn cơm của chị cho. Sữa em cũng nhiều rồi chị. À, đủ rồi thì tốt. Nếu mà không đủ á, thì đưa em bé qua đây, chị cho bú ké nè. Em đừng có ngại gì hết nha. Con nít á, nó mà bị đói là tội nghiệp lắm đó. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị thiệt tốt bụng. Nếu không gặp được anh chị, em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Có gì đâu mà em cảm ơn. Em nè, em có nghĩ gì cho tương lai chưa? Em cũng không biết nữa. Lúc trước thì rảnh tay rảnh chân, em làm bánh đội đi bán. Bây giờ có con, em cũng không biết làm nghề gì để sống và nuôi con nữa chị. Hoàn cảnh của em á, thiệt là tội nghiệp. Chị hy vọng sao cho người đó còn lương tâm để đời em đỡ khổ. Chị nói gì? Chị nói người đó còn lương tâm là sao chị? Hôm qua sau khi nghe em kể chuyện, anh Thái vô cùng tức giận và thương cảm cho hoàn cảnh của em. Cho nên là sáng hôm nay anh tới trường tìm Nguyễn Phùng rồi. Anh chị hy vọng máu chảy ruột mềm, mong sao khi nhìn thấy con của ảnh, anh ta sẽ động lòng. Chị nói là anh Thái đi kiếm anh Phùng để báo tin sao? Ừ. Trời ơi, như vậy là chết em rồi. Sao lại chết? Vì em đã thề là không bao giờ gặp lại con người Sở Khanh đó nữa rồi. Vậy sao? Thì ra người anh muốn tôi gặp là con nhỏ này hả? Vợ anh sinh con cho anh là đàn ông, nhất là đàn ông trí thức, thì anh phải có trách nhiệm chứ. Ủa, cái gì? Sanh rồi hả? Trai hay gái vậy? Đâu, coi coi. Hình như là con gái. Nhìn cái mặt thấy ghét à. Thái độ của cô như vậy là sao? Nè, từ khi cô được thực hành hỏi cưới là tôi thấy cô lên mặt hẳn ra. Nhưng mà nè, tôi thật lòng báo cho cô một tin buồn. Cô đừng có mơ mộng diễn vong nữa. Cuộc sống không phải như là mấy cái cuốn tiểu thuyết mà cô đọc đâu. Thằng Thành của cô đi lấy vợ rồi. Vợ của nó xinh đẹp, giàu sang, chứ không phải là quê mùa xấu xí, khờ dại giống như cô đâu. Anh Thành đã cưới vợ rồi sao? Không những cưới vợ mà nó còn sắp có con nữa kìa. Thôi, cô đừng hy vọng ha. Nhìn cô bây giờ, tôi thấy tội nghiệp quá. À, bây giờ vậy đi. Tôi có cách này, cô thấy có được không nghe? Đứa con này đẻ ra không nên có. Nếu không phải vì ngày trước tim của cô có vấn đề á, thì tôi đã phá bỏ nó rồi. Thì ra lần đó anh gạt tôi. Thôi bỡ đi. Bây giờ lỡ sinh rồi thì thôi. Không mấy là cô cho quách nó đi, rồi về sống với tôi. Tôi hứa là sẽ lo lắng cho cô tốt hơn hồi xưa nhiều. Cái thằng bất nhân, mày nói vậy mà nói được hả? Mày có phải là con người không? Ngửi gì? Anh vừa phải thôi nha. Anh làm ơn nói cho vợ anh đi. Đừng có chọ mỏi cho chuyện của tôi nữa. À, đừng có nói là anh và vợ tôi đòi tới với nhau nghe. Trời ơi, thằng khốn, mày nói cái gì? Hả? Mày nói lại tôi nghe coi. Mày nói cái gì? Mày muốn gì? Hả? Thôi mà. Anh Phùng, tôi không ngờ lòng dạ của anh độc ác như vậy. Tới con của mình mà anh cũng muốn cho nó đi. Anh đi đi. Đứa con này tôi sẽ tự nuôi. Tôi không cần tới anh nữa đâu. Nè.
Tôi nghĩ cách để phụ giúp cô mà cô nói vậy hả? Thôi được, không muốn gặp thì thôi. Từ nay coi như là không quen biết nhau ha. Vậy ha. Hả? Thằng khốn nạn. Anh Thái, anh đập cho nó một trận đi. Không cần em nói, anh cũng cho nó một trận. Em xin anh, thôi bỏ đi. Số của em nó như vậy rồi. Đi từ từ thôi em. Bước lên từ từ thôi. Nè, cô vô nhà đi. Dạ. Em sao vậy? Em sợ má chị không thích em. Em đừng có ngại, chuyện của em chị cũng đã nói với má rồi. Nghe chuyện của em, má rất thương cảm. Với lại em ở nhà chị có trả tiền mà, chứ có phải em ở không đâu mà em lo. Đúng rồi, dạ nó đúng rồi đó, em vô nhà đi, trước đã sao quen mà. Nhưng mà số tiền đó có đáng là bao chứ? Ở đời mà, ai cũng có lúc hoạn nạn hết. Giúp người cũng tạo phước cho mình mà em. Thôi, em vô nhà đi nha. Dạ. Thôi, vô đi em, vô đi. Đi, từ từ thôi. Má nói với anh Thái đi. Xin cho con đi hát lại đi. Mỗi đêm con đi hát có mấy tiếng à, mà anh cũng không chịu nữa. Cứ bắt con ở nhà hoài à, bụng chết luôn á. Anh có bắt em ở nhà hoài đâu. Tại vì con còn nhỏ quá, anh thấy tội nghiệp, cho nên anh... Chồng con á, nó thương con vậy á, là phúc cả đời rồi đó con. Nhưng mà má thấy con sanh được mấy tháng cũng cứng cáp rồi. Thái à, nếu được á, thì con cũng nên cho vợ con đi làm lại đi, để nó kiếm thêm tiền phụ con. Chứ thời buổi khó khăn, kiếm được việc làm đâu phải dễ. Đừng để nó nghỉ lâu quá, người ta đuổi việc rồi khổ lắm đó con à. Con Hằng á, nó sanh mới có một tháng thôi là nó đã đi làm rồi. Má nhắc con mới nhớ, em Hằng sao rồi má? Em đi làm có tốt không? Rồi má giữ em bé nó có ngoan không? Con bé Ngọc Trinh á, nó dễ dữ lắm. Bú xong á là nó ngủ liền à. Nó không quấy khóc như con người ta đâu. Nên giữ nó đó, má chỉ thấy vui thôi, không có thấy mệt chút nào hết á. Có chuyện gì vậy em? Em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì em nói cho chị nghe nè. Em sao? Em nói cho chị nghe nè. Có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh lại đi. Dạ. Hằng nè. Dạ. Ủ nước xong tranh thủ em đưa vô lò đút nghe. Dạ con biết rồi. Ừ. Lễ Hằng. Dạ ông chủ kêu con. Đây chú cho nè. Nè. Ủa ông chủ ơi, chưa tới tháng lãnh lương của con mà. Có cái gì đâu, đây không phải là tiền lương mà chú cho con. Ủa chú cho con tiền? Ừ. Tại sao chú lại cho con? Tại chú thấy con giỏi giang, xinh đẹp nên chú mới thích chú cho con tiền. Ừ. Dạ thôi chú ơi, bà chủ mà thấy là la con chết đó chú. Trời ơi, la cái gì mà la. Con không nói, chú không nói, sao bà biết?
Dạ. Cất đi mà. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, 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 dạ thưa ông chủ, con đi làm đây. Con gái nhà ai mà dễ thương quá trời. Vô đây. Ủa chú ơi, mình đi đâu vậy chú? Đừng có hỏi lung tung, đi theo chú lấy thịt heo, đi. Chú nhịn lận. Ủa chú làm gì vậy? Sao chú đưa con vô đây? Cái chỗ này mai mốt chú sẽ đưa con đến thường xuyên, con thích không? Chỉ cần cho chú yêu, chú cho con tiền nè, cặp đi con. Dạ, dạ không được chú ơi, con không thể làm chuyện này với chú được. Con sợ bà chủ lắm. Trời ơi, có gì đâu mà không được. Con chơi ít đúng không? Đây, đây, cho con nhìn nè. Dạ không, dạ không phải chú ơi. Làm như vậy con có lỗi với bà chủ lắm. Chú tha cho con được không chú? Cái gì tha có đâu. Không, chú ơi. Đây, đây, chú nè. Chị, thôi chị, bỏ đi chị, về đi chị. Em để chị, đi vô. Con ta đánh chồng tôi vậy? Tôi tới đây dạy cho ông ta một bài học, để bỏ thói dụ dỗ con gái người ta. Bà nên coi chừng ổng, cẩn thận đi nha. Ổng mà dám đụng tới em tôi một lần nữa là không phải chỉ hai bạc tay này đâu đó. Cô nói cái gì? Ổng đụng hả? Ông làm cái gì có ăn rồi hả? Ông làm cái gì có ăn rồi? Tôi có làm cái gì đâu, tôi thấy nó tội nghiệp, tính giúp đỡ nó thôi. Ông còn dám chối nữa hả? Dám chối hả? Dám làm mà không dám nhận hả? Vậy? Ông thì không làm gì không? Ông không làm gì sao người ta đối xử dâm như vậy hả? Tôi có làm cái gì đâu, tôi thề với bà là tôi không có làm cái gì hết. Bà bớt giận đi. Xin lỗi nha, chuyện đâu còn có đó mà. Để tôi giải quyết cho, cô bình tĩnh nha. Chị, thôi đi chị, đừng làm lớn chuyện này. Mọi người nhìn kìa, kỳ lắm. Mình đi về đi chị. Không có kỳ gì hết á. Lần thứ nhất cũng như là lần cuối cùng tôi cảnh cáo ông nha. Tránh xa em gái tôi ra. Còn không á, ông đừng có trách nha. Thôi, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi cô nha. Để tôi tự giải quyết cho. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em tôi sẽ không làm ở đây nữa. Bà trả hết tiền của em tôi làm những ngày qua đi. Bà trả tiền cho nó đi. Đợi tôi một chút. Tôi đưa dư luôn đó. Tiền của em nè, em cầm đi. Ra đời á, em không có được hiền quá nghe chưa? Phải cứng rắn lên. Mấy người cứ làm đi. Dám ăn dám nói như lo chị. Lo làm việc đi, nhịn gì? Người ta mới không ăn hiếp được. Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều. Ừ, chị em mình về thôi. Dạ. Anh Thành, đây đây. Anh Thành, anh làm gì mà tới nhà em như này vậy? Anh xin lỗi, nhưng mà anh hết cách rồi. Anh lại phải làm như vậy thôi. Nè, anh tính nhờ em một chuyện. Anh nhờ em làm gì mà khuy lơ khuy lắc vậy? Nói đi, được á, lại biết anh liền. Thực ra, sáng mai anh phải lên trường rồi, nhưng mà chưa kịp nói với chị Hằng câu nào hết. Nên anh muốn nhờ em. Anh muốn sao? Anh muốn em giúp anh gặp chị Hằng của em được không? Anh muốn hỏi xem chị Hằng chọn áo cưới màu gì rồi. À, trời ơi, tía em á, cho anh cưới chị Hằng rồi. Thôi được rồi, anh đứng đây đi. Em sẽ giúp anh kêu chị hai em ra. Em giúp anh thiệt hả?
cảm ơn nha. Bây giờ em vô nhà. Đợi em. Hai ơi. Tướng là Tú. Vô đi em. Dạ. Hai, dậy đi, trời sáng rồi kìa. Sáng đâu mà sáng, gà chưa gáy nữa mà. Chị, anh Tiến Thành á đang đợi chị ở ngoài bờ rào á. Chị ra ngoài đó gặp ảnh đi. Ảnh nói có chuyện gì đó rất quan trọng muốn gặp chị á. Chị ra ngoài đó gặp ảnh đi. Đi chị. Đi. Anh Thành đang đợi chị đúng hả? Đúng rồi. Nửa đêm nửa hôm ra ngoài làm gì? Tí mà biết tí đánh chết á, chị không ra đâu. Chị sợ gì? Tí á đã chịu gả chị cho anh Thành rồi mà, không có đánh đâu. Với lại bây giờ tí ngủ say lắm rồi, không biết đâu. Nếu bây giờ chị mà không đi á là mũi cắn anh chết đó. Đi lẹ lên. Đi. Nhưng mà chị đâu có biết gì đâu mà nói. Hai ơi, ngày mai lên Sài Thành rồi, không lẽ chị không biết nói gì sao? Bây giờ mà mình cãi qua cãi lại, tí vậy là chị khỏi gặp ảnh đó nha. Đi nhanh đi mà. Đi. Khoan, từ từ. Để chị khoác cái áo cái đã. Lần này mình phải đòi ảnh cái đầu heo mới được. Nhanh, nhanh lên chị. Chờ chút xíu. Đi nhanh đi. Anh Thành, anh kêu bên đây có chuyện gì? Qua đây đã. Em ngồi đi. Hồi chiều nghe thầy nói em chưa làm đám cưới, anh mừng quá ngủ không được luôn. Tự nhiên thấy nhớ em kinh khủng nên anh mạo muội hẹn em ra đây. Thật ra anh chỉ muốn nhìn em một lần cuối trước khi lên trường. Mới gặp hồi sáng mà bây giờ anh thấy nhớ em rồi hả? Không biết sao nữa, tự nhiên thấy nhớ em kinh khủng luôn. Không biết làm sao. Hay là em cứ ngước mặt dậy cho anh nhìn một lát nghe. Mặt em anh thấy từ nhỏ tới giờ rồi, có gì lạ đâu chứ. Xấu hổ mà. Nè, bộ em thực lòng đồng ý làm vợ anh rồi phải không? Em đã hứa với tía. Tía cũng đã nói với anh rồi. Anh chưa tin sao mà còn hỏi lại? Đúng là anh không tin. Mà không phải là anh không tin em với thầy, mà là vì anh mừng quá, anh hạnh phúc lắm. Em cũng vậy. Mình thương nhau suốt đời nha em. Bữa nay em hát sung như vậy chắc là mệt lắm rồi phải không? Anh thử á, vừa hát vừa nhảy đi coi có mệt không. Chị biết là em mệt lắm, để chị kêu Thanh Liêm tăng cát xê cho em nha, em chịu không? Cứ để coi bà chủ trả có cao không. Bởi vì hôm qua phòng trà Hoa Hồng đã mời em đến để xem công tra rồi đó. Họ làm sao mà bằng chị được. Dù sao mình cũng là người một nhà lâu rồi, phải không em? Chị sẽ không để cho em chịu thiệt thòi đâu. Dạ em mời chị.
cái con ngu kia. Mày có biết là cái cổ họng của tao bây giờ nó quý giá lắm không? Tại sao mày bỏ đá vô chanh vậy hả? Dạ. À, hay là con Hà Linh nó xúi mày làm vậy đúng không? Dạ không có. Tại từ ngày em thấy chị hay uống đá chanh cho nên em mới pha cho chị uống. À, ý mày nói là tao đặt điều đó hả? Tao uống đá chanh hồi nào? Dạ. Hằng à, em làm việc phải chú tâm một chút. Ca sĩ ruột của phòng trà ngày nào cũng uống nước mà em không nhớ là sao? Mau làm một ly nước khác cho Tuyết Nhi đi. Dạ. Dạ chị ơi, chị uống nước gì để em pha cho chị? Là chanh nóng. Chanh nóng ít đường, nghe chưa? Dạ. Thôi, em đừng có nóng giận nha. Bực mình quá đi hả? Con nhỏ này tay chân nó lóng ngóng như vậy, chị mướn nó làm cái gì? Đổi người khác đi. Thôi, nếu như em không thích thì ngày mai chị chuyển nó xuống bếp rửa ly ha. Vì tình yêu như là lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường đêm của đúng rồi, Tiết Nhi trở lại hát đi Tiết Nhi ơi. Xin lỗi quý vị, hãy chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ thay đổi ca sĩ khác. Dạ, xin lỗi quý vị. Tuyết Nhi à, em mau ra cứu Hà Linh đi nha. Thôi, em mới hát xong mà mệt lắm, không ra đâu. Anh biết là em mệt, nhưng mà bây giờ khán giả họ yêu cầu em. Nếu em chịu ra sân khấu, cát xê tối nay của Hà Linh sẽ là của em. Anh nói thật không? Đúng không chị? Đúng, ra đi em. Vậy thì ra. Đi em. Đi. Dạ chị ơi, nước chanh của chị đây. Sao vậy? Dạ, sao vậy em? Nóng quá. Nè em. Sao không? Mày tính ám sát tao hả? Con ngu. Trời ơi. Thôi em à, ra ngoài đi, để khán giả đợi. Đi em. Cô đúng là cái đồ nhà quê, hậu đậu. Đụng đâu hư đó. Không hiểu sao hôm bữa tôi nhận cô vô làm nữa. Hà Linh à, em đừng khóc nữa. Đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp mà. Ngay từ đầu em đã có cảm nhận rồi. Bây giờ khán giả, mọi người đã thay đổi sở thích âm nhạc rồi. Thôi em đừng buồn, họ là vậy mà. Nhưng mà vẫn còn những người khác thích nghe những bài tình ca của em. Đừng buồn nữa nha. Thôi đừng buồn nữa. Lệ Hằng, em bị sao vậy? Em không hả? Sao đâu chị. Ai làm cái gì em mà em bị sao vậy cho coi. Em... ai đánh em vậy? Hả? Em nói cho chị nghe đi. Ai đánh em? Là chị Tuyết Nhi á. Em pha chanh nóng cho chị uống. Chị nói chanh nóng làm phỏng miệng chị. Chị tát em. Cái gì? Lại còn Tuyết Nhi nữa hả? Con này dạo này lộng hành lắm rồi, không còn có ai ra gì hết. Đưa chị coi, đau lắm phải không em? Em không sao. Để tôi coi.
Đỏ hết mặt rồi mà nói không sao. Tuyết Nhi thật là quá đáng mà. Chị ơi, chị bớt chưa? Chị uống thêm nước giá đi. Cảm ơn em. Chị ơi, chị sao rồi chị? Chị thấy bớt chút nào chưa chị? Chị nè, hai chị hát thử coi có được không chị? Uống nước. Thôi chị ơi, em thấy không có được rồi. Chị đừng cố gắng nữa, không thôi là hư giọng luôn đó. Sớm không sớm, muộn không muộn, đúng cái lúc quan trọng như vậy thì bị khan tiếng nữa, còn ho nữa chứ. Khào khào không ra hơi như dịch đực, làm sao mà hát hò được nữa. Chắc tại hôm qua chị tập nhiều quá. Chị à, hay là em chạy tới phòng trà xin anh Liêm cho chị nghỉ hát hôm nay nha. Bài của chị là bài mở màn, lại được khách yêu cầu nữa. Bài hát của chị không có ca sĩ nào mà hát thay được đâu, với lại không có ai chuẩn bị hết. Chị mà không hát là chị qua chị giết chị chết luôn á. Anh Liêm cũng sẽ đuổi chị ra luôn á. Nhưng mà bây giờ chị như vậy làm sao mà chị hát được? Làm sao đây? Linh à, má mới chừng cho con chén tắc chứ đừng phèn nè. Con uống đi, con uống thử đi, coi có bớt khăn tiếng hay không. Chờ, má để chút nữa con uống. Coi bộ, má thấy không có bớt rồi. Hay là để má kêu xích lô chở con đi chích một mũi cho nó khỏe nghe con. Thuốc tây nóng lắm, với lại trời cũng sắp tối rồi, không có kịp nữa đâu. Nhằm ngay cái bữa hát quan trọng mà con bị khan tiếng ho như vậy đó, không biết làm sao bây giờ đây. Thôi, để anh chở em đi bác sĩ, rồi anh sẽ báo với bà chủ kêu người khác hát thế cho em. Không được đâu, đây không những là cơ hội cho em mà còn uy tín của chị Hoa nữa, rồi còn uy tín của phòng trà nữa. Nên cho dù bằng cách nào em cũng phải tới phòng trà hát cho xong. Hát xong rồi có ngã xuống chết em cũng ráng em hát nữa. Con bệnh á, nếu hát không được á thì kêu đứa khác thế cho con, chắc người ta cũng thông cảm cho con à. Chuyện này có ai muốn đâu. Không được đâu, Vịnh Liêm đã giao bài này cho con rồi, cho nên sẽ không ai hát được bài này đâu má. Nếu vậy á, thôi chết rồi. Bây giờ cho dù có ra sao thì con cũng phải hát mới được. Con à. Chị. Cảm ơn ông bạn nha. Cảm ơn. Gặp lại. Chà, đẹp quá. Mời anh ngồi. Cảm ơn. Dạ mời anh. Đúng là đại gia sắt thép chịu chơi. Thôi cả cái phòng trà rộng lớn như vậy để tổ chức sinh nhật thật hoành tráng, đáng để đàn em noi theo. Anh khách sáo quá. Tôi có biết cái gì đâu. Tất cả cái trò này đó là do thằng con trai tôi nó bày vẽ. Có sơ suất gì á anh bỏ qua ngang. Vậy à, anh thiệt là tốt phước. Kiểu này em phải cho con em tới học chữ hiếu thảo từ con của anh rồi. Nhìn thấy cháu Phụng tổ chức sinh nhật cho bạn già như vậy mà tôi không khỏi chạnh lòng. Sanh 4 đứa con trai mà mấy mươi năm rồi, từng tuổi này mà chưa bao giờ tụi nó thèm nhớ tới ngày sinh nhật của tôi. Huống chi tổ chức long trọng như thế này. Công việc á lu bu quá, tôi cũng không nhớ nữa. Mới đầu á tôi tưởng nó làm đơn sơ thôi, ai ngờ nó làm rình rang vậy chứ. Dạ,
Con chào ba và hai chú. Dạ ba, đâu con nghĩ ra hết đó. Từ khẩu hiệu, từ chương trình cho tới đặt bàn và mời khách nữa. Ba có thấy hài lòng không ba? Rất tốt. Coi bộ con đã lớn nhiều rồi đó. Dạ. Làm việc đã biết suy nghĩ và sắp xếp chỉnh chu hơn. Dạ con cảm ơn ba. Đây mới là hình thức ban đầu thôi, còn rất nhiều điều bất ngờ ở phía sau nữa. Ba không đoán được đâu. Lại còn bất ngờ phía sau nữa à? Phùng à, con làm mấy chú hồi hộp lắm đó nghe. Con đó nghe, từ nhỏ đã lắm chiêu trò rồi, tính làm cho ba với mấy chú ở đây bất ngờ cái gì nữa đây. Dạ con xin phép, con mời ba và hai chú. Dạ xin mời. Mời các anh dùng rượu trước. Dạ. Cảm ơn nghe. Chúc mừng. Dạ. Chúc mừng. Dạ. Trễ 15 phút rồi mà vẫn chưa xuất hiện. Thì cũng phải đợi khách tới đông đủ chứ, làm gì mà nôn như vậy. Ngày sinh nhật chứ có phải ngày thường đâu. Làm cái gì mà ông nôn nóng như vậy? Bộ trồng cây si ca sĩ Hà Linh rồi à? Khai mau. Nè, ông đừng có ăn nói lung tung nghe. Hà Linh đã có chồng có con rồi đó. Vậy á, mà sao cứ nhấp nha nhấp nhỏm, lại còn chuẩn bị bó hoa to đùng để tặng người ta nữa. Tôi tập cho Hà Linh bài hát này, bây giờ Hà Linh thành công cũng có nghĩa là tôi thành công. Có đáng để ông mừng không? Đáng lắm, đáng lắm. Chuyện này là sao? Trễ giờ mở màn hơn nửa tiếng rồi, khách ở ngoài nhăn nhó quá trời kìa. Làm ăn kiểu này chẳng khác nào bán đứng người ta chứ. Hà Linh á, ngày càng không có ai là gì hết. Em đã nói ngay từ đầu rồi mà không có tin. Tiết mục đặt hàng này á là phải để em. Đúng là vô trách nhiệm mà. Nếu mà 2 phút nữa cô ta không tới, em sẽ đuổi cậu luôn. Nếu 2 phút nữa cậu không tìm ra Hà Linh thì cậu cũng chuẩn bị cuốn gói ra khỏi phòng trà này luôn. Bực bội gì đâu. Tội nghiệp anh quá. Hay là để em giúp anh, em ra sân khấu em hát thay cho Hà Linh nha. Bài ơn nghĩa sinh thành, em thuộc đâu mà hát. Anh đừng có xem thường em như vậy chứ. Mấy bữa Hà Linh tập bài với ban nhạc, em nhẩm cũng đã thuộc rồi. Mà bất quá hả, cho người cầm giấy ngay cánh gà nhắc em vậy thôi. Trời đất ơi, sao nãy giờ em không chịu nói sớm? Phải nói đúng lúc á thì giá trị của mình mới tăng lên được chứ. Hôm nay á hả, là 2 đầu lương đó nha. Em á, bây giờ á muốn mấy đầu lương á cũng được hết á. Anh Liêm, anh Liêm, anh Thái dắt Hà Linh vô rồi. Mấy người này á làm ăn kỳ cục quá. Anh Thái nhờ em xin lỗi anh vì sự cố bất ngờ. Hà Linh á, để tôi á sẽ hỏi tội sau. Còn bây giờ cậu ra sân khấu á giới thiệu tiết mục của Linh đi. Dạ. Ủa chuyện này là sao anh? Bây giờ Hà Linh tới rồi, em chịu khó ngồi đó nghỉ ngơi đi. Cái gì? Anh mới nói á là sẽ cho nó nghỉ hát để em lên hát mà. Cho anh xin lỗi đi, Hà Linh tới kịp á là may lắm rồi. Với lại cô ta hát bài này hợp hơn em. Thật là đáng ghét mà. Nè mấy em á, lo chuẩn bị nhanh lên nha. Xong rồi á, tới tiết mục mấy em đi. Dạ, chị dạ. Ra sân khấu con. Dạ, lẹ đi. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Đây là lễ hằng mà. Bộ để con dâu hát chúc mừng sinh nhật ba chồng hả? Công nhận đại ca cao tay thiệt nha. Cố tình sắp đặt dọn đường để sau này trước lễ hằng về dễ đúng không? Để nể phục, nể phục. Nể phục cái đầu mày. Trời ơi, tuần là Hà Linh, giờ chốt là thành lễ hằng. Người ơi là người
Linh, là của hàng phục vụ. Nó lên sân khấu để làm gì vậy? Chuyện này là sao? Hà Linh đâu mà đưa Lễ Hằng ra sân khấu? Cậu muốn hại tôi hả? Hình như đây không phải là Hà Linh mà là Lê Hằng hát. Ủa, mà sao Lê Hằng lại lên sân khấu hát? Đúng rồi, hình như là cái cô đó. Làm con phải hiểu, ai ai hay nhớ năm xa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công nhận con vợ nhà quê của đại ca hát hay không thua ca sĩ ha. Để mà đòi đeo chân hàng, con phèn chua nào học hát con nào vậy? Trên đời nhớ công ơn sinh dưỡng, thế mới là hiền nhớ. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ cùng sinh thành. Vì ai mà có ta cùng được cao đời. Linh, em đừng có bướng bỉnh như vậy. Em bệnh như vậy làm sao mà hát được chứ? Trời, chị Linh chị bị sốt rồi, chị nóng quá à. Nóng vậy mà còn đi đi hát nữa. Thôi, không được rồi. Thái à? Dạ. Con ở nhà chăm sóc cho vợ con đi, rồi nhớ lấy khăn mát lau cho nó, để má đi mua thuốc cho nó mới được. Rồi má đừng có mua, để con đi hát được mà. Em mà không hát bữa nay, anh Liêm chiều qua sẽ đuổi em đó. Thôi đừng có đi chị. Đuổi thì đuổi, sức khỏe của em mới là quan trọng chứ. Nhưng mà ngoài em ra không ai hát hợp bài này hết á. Em còn muốn gì em mà phòng trà mất uy tín với khách được. Thôi em ngồi xuống đi. Giờ này mà em còn nghĩ tới uy tín của phòng trà nữa, em lo cho sức khỏe của em đi. Chị Linh à, nếu mà chị không yên tâm á, hay là để em hát thay cho chị một lần này nha. Em hát thế cho chị hả? Nhưng mà em có biết hát đâu. Dạ em biết hát. Bài này em đã tập rất kỹ và em đã hát một lần rồi. Hay là em hát cho chị nghe thử nha. Nếu như mà chị thấy được thì em sẽ hát thế chị. Nếu hát thế thì em hát thử đi. Uống nước nhớ nhau, làm con phải hiểu. Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Giọng nghe cảm lắm. Hát xong cũng chạy về nhà. Ông lạ quá à. Hay thì đó. Hay quá. Đúng rồi. Hay quá. Dạ, thưa các chú, các bác, các anh chị, con tên là Lệ Hằng. Hôm nay con lên đây là để hát chúc mừng sinh nhật cho bác Nguyễn Lân. Con biết là con hát chưa có hay, nhưng mà với tất cả tấm lòng của mình, con muốn thông qua bài hát này
thay mặt cho người con hiếu thảo của bác, kính chúc bác có một buổi sinh nhật thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân. Con mong bác có thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Ngại gì nữa. Đúng rồi. Hay quá ha. Con dễ thương quá. Con hát hay lắm. Bác tặng con. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Bác có chút tiền gửi tặng cho con. Dạ, bác cho con hả? Ừ. Con nhận đi. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Em hát hay lắm. Chúc mừng em. Sao cô không biết? Dạ. Hay lắm Lệ Hằng. Em đã làm được rồi. Vậy Hà Linh đã được em cứu rồi. Dạ. Sự thật là vậy mà. Hằng. Dạ. Có người tặng quà cho em nè. Ủa, tự nhiên ai lại tặng quà cho em? Ừ, chị đâu biết đâu. Chắc là tối hôm qua em hát hay quá, cho nên người hâm mộ tặng quà em chứ gì. Làm phục vụ á thì thường thấy quà là cảm thấy lạ, chứ ca sĩ ở đây như chị á, được tặng quà là bình thường. Lệ Hằng, em hát hay lắm á, vậy em làm ca sĩ luôn đi, làm phục vụ chứ cho cực. Đúng rồi đó, chị nói cho em nghe nha, làm phục vụ như vậy vừa cực vừa không có tương lai nữa. Chị nói thiệt, nếu mà chị có giọng hát hay như em á, chị làm ca sĩ lâu rồi, làm phục vụ chi cho nó cực. Mấy chị thương em nên nói vậy thôi, chứ em mà hát hay nổi gì. Từ đầu tới cuối chị biết hát mỗi một bài. Là ca sĩ thì bài nào họ cũng biết hát hết. Dĩ nhiên rồi, làm ca sĩ thì bài nào cũng phải biết hát, vì người ta có học bài bản mà. Bộ có trường dạy làm ca sĩ thiệt hả chị? Ừ. Ừ, trường thì hiếm, nhưng mà thầy dạy thì thiếu gì. Mà thôi, đừng nói nhiều nữa, em mở quà ra đi. Mở quà nhanh đi. Đúng rồi, đúng đó. Mở quà đi. Đây nè. Trời ơi, cái hộp lớn quá, không biết có cái gì trong đây không nữa. Trời ơi, em xách hai cái hộp quà này nặng muốn chết, đương nhiên là phải có quà ở trỏng rồi, không lẽ là cái hộp không. Thiệt. Trời ơi, đẹp quá ha. Em mở ra coi nha. Mở coi đi. Trời ơi, trời ơi, đôi giày đẹp quá. Đôi giày đẹp quá. Ừ. Cái này là hàng ngoại đây nè, mắc lắm đó, không dễ gì có tiền mua đâu. À, còn này nữa nè, còn này nữa nè, hay là mình mở luôn đi. Trời ơi. Trời ơi, trời đẹp ơi, quá đẹp quá hả? Trời ơi. Từ nhỏ tới lớn vậy, em mới thấy cái áo đầm đẹp như vậy á. Ừ. Chị nói cho em nghe nha, ở trong cái phòng trà này không có ca sĩ nào mà có được cái đầm đẹp như vậy đâu á. Trời ơi, người nào mua quà cũng hay thiệt á. Cái áo không cần thử mà ướm vô vậy là biết bận vừa luôn á. Ừ, đúng rồi đó. Trời ơi, ganh tị quá à. Mới hát có một lần vậy thôi á mà đã được tặng quà vậy rồi. Hằng, chị nói em nghe nè, thôi ông ấy bỏ bưng bê đi, hay mình qua làm ca sĩ rồi mình hát luôn đi. Đúng hả? Rồi. Làm ca sĩ. Ca sĩ. Sao mà em không muốn chứ. Chỉ là Ừ.
Chị ơi, hai ngày mai em đem ra tiệm kêu người ta nới đường may ra được không chị? Thôi nới cái gì mà nới, em coi đi. Đường chỉ may có chút xíu à, chỗ đâu mà nới. Thôi đi, chắc chị không có duyên với nó rồi. Còn đôi giày này nữa, em coi, chị mang cũng đâu có vừa đâu. Nhỏ hơn chân của chị nhiều lắm. Thôi đi, chắc là chị không có duyên đâu. Mẹ em nè, người tặng quà cho em á, thiệt là tinh tế và chu đáo đó nha. Sao chị biết? Nếu như mà không tinh tế và chu đáo á, thì làm sao mà mua đồ và giày cỡ vừa với em được chứ. Chị á, thật là ngưỡng mộ em đó. Chắc là trùng hợp thôi. Với lại em chưa mặc thử mà, sao biết vừa hay không? À, nè, hay là em vô thử đi. Đi, thử vô là biết liền chứ gì. Hai cái đứa này á, sao nó vô thử độ chút, rỡ luôn trống à. Thiệt tình. Trời má, má, má coi nè. Đẹp ghê chưa? Đâu, em quay một vòng đi cho má coi. Trời ơi, đẹp ghê vậy đó. Má thấy đẹp không? Má, đẹp dễ sợ luôn cái áo này hơi rộng cổ phải không má? Không có rộng đâu con. Người đẹp vì lụa không sai mà. Con mặc cái đầm này á, đẹp lắm đó. Người mua á, thiệt là biết chọn màu. Và còn sáng á, mặc cái đầm này á, nó nổi thiệt vậy đó. Má nhìn đi, tuổi trẻ nè, sắc dốc vậy nè, lại thêm giọng hát nữa, mà em không làm ca sĩ uổng lắm luôn đó. À, phải đó Hằng à, con có biết con đẹp lắm không? Con mà đẹp gì má? Má nói thiệt đó, chứ không phải là má khen á, cho vừa bụng con đâu. Con á, không những đẹp mà còn có duyên nữa đó. Mắc cỡ kìa. Ông bà mà nói không sai. Gái một con trong mòn con mắt vậy đó. Má, con cũng là gái một con nè. Sao má không chịu khen con đi? Khen con hả? Thì để cho thằng Thái nó khen đi. Má khen làm gì? Con thấy từ ngày mà em Hằng kêu má bằng má, con thấy má còn thương em Hằng hơn con nữa đó nha. Mà thôi, con đại lượng, không ganh tị với em Út làm gì. Hằng, má khen em đẹp đó, em có tin chưa? Dạ em... Em sao? Tin chưa? Một chút. Nếu mà tin rồi á thì nghe lời chị nha. Đi tút lại từ đầu tới chân để làm ca sĩ luôn. Chuyện này... Hằng à, con Linh nó nói đúng đó con. Con á, có giọng hát mà cũng có sắc dốc nữa. Không làm ca sĩ thì uổng lắm đó con. Bây giờ con còn trẻ, không lo tranh thủ làm kiếm tiền. Sau này con già, biết cậy nhờ ai. Con đừng có quên á, con Ngọc Trinh á, nó càng ngày á, nó càng lớn. Con á, còn nhiều chuyện phải lo cho nó nữa. Con phải nghĩ tới chuyện dành dụm, để sau này á, còn lo cho nó ăn học nữa chứ. Còn á, mua nhà, mua cửa cho nó ở nữa. Phải an cư á, thì mới lập nghiệp chứ con. Đúng rồi đó em. Chị giỏi cái miệng thôi. Thứ chị nghĩ cho mình như nó, mà chịu xin cho ai chắc trời sập quá. Đúng rồi, thì phải vậy thôi. Nè, mày nói cái gì đó? À, chị Hà Linh, chị nghe tin gì chưa? Phòng trà của mình á, sẽ không thay đổi phong cách. Chị Hoa vẫn sẽ duy trì hai dòng nhạc song song như trước đây á. Chị đã nghe rồi. Chị nghe cho nên tính vô đây khoe với mọi người nè. Nhưng không ngờ mà mới đó tin của chị đã lạc hậu rồi. Dạ, là anh Liêm nói đó. Chúc mừng Hà Linh với mọi người nha. Đừng có vội mừng. Để coi tồn tại được bao lâu, rồi mừng cũng chưa muộn. Anh Liêm, Lệ Hằng muốn xin anh hát. Anh có thể... Cái gì? Bưng bàn mà muốn lên sân khấu hả?
Đúng là chuyện Tiếu Lâm mà. Dịch con mà tưởng là Thiên Nga. Nè, tôi hỏi anh Liêm chứ không có hỏi cô. Anh Liêm, anh cũng nghe Lệ Hằng hát rồi. Tuy chưa có kỹ thuật, nhưng mà chất giọng hát tốt, dốc dáng ăn sân khấu nữa. Nếu như anh chịu nhận Hằng, em tin không bao lâu nữa Hằng có thể hát tốt, không thua gì em hay bất kỳ ca sĩ nào ở đây đâu. Nếu thật sự sân khấu dễ lên như vậy thì đám bồi bàn ở đây là ca sĩ hết rồi. Mới có bập bẹ được một hai bài mà tưởng mình ghê gớm lắm. Anh Liêm sẽ không bao giờ nhận những thứ bá dơ không rõ lai lịch đâu ha. Nè, cô nói cái gì vậy hả? Thôi đi chị, em nghĩ mình không được đâu. Em đừng bị mấy lời châm chọc làm cho em nản chí. Anh Liêm, anh có con mắt nhìn nghề và chính kiến của anh mà. Anh Liêm, anh trả lời cho nó biết đi. Em thật sự muốn làm ca sĩ thật sao? Dạ. Em nói cho anh biết đi, em thuộc được bao nhiêu bài hát? Dạ, em thuộc nhiều bài lắm. Nhưng mỗi bài em thuộc một đoạn à. À, chỉ có bài Ơn Nghĩa Sinh Thành là em thuộc hết. Tuy là bữa trước em hát bài Ơn Nghĩa Sinh Thành rất tốt, được nhiều người khen, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của người nghe trong bối cảnh là tiệc sinh nhật. Vậy bài cho chủ đề khác thì sao? Nói chung mọi thứ em còn non lắm, chưa làm ca sĩ được đâu. Nghe rõ chưa? Dạ. Hà Linh à, anh biết là em sẽ thất vọng, nhưng mà anh xin lỗi, anh không thể nhận một người non nghề như Lệ Hằng được. Phòng trà ở đây phục vụ có doanh thu, chứ không phải là nơi tập luyện hay hát chơi. Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị đã giới thiệu cho em. Em biết sức mình tới đâu mà chị. Dạ, em xin phép với anh chị, em ra làm việc tiếp đây. Một trai một gái vào những nơi như vậy, hẹn hò chứ gì nữa. Anh thật không ngờ chưa đầy 2 năm Lệ Hằng thay đổi như vậy. Bộ anh quen con nhỏ đó sao? Đâu có. Anh đó nha, em mà biết anh giấu em chuyện gì là không yên với em đâu. Anh biết rồi mà em yêu. Anh à, em nghĩ chuyện vô khách sạn để lần sau nha. Em đừng làm anh mất hứng chứ. Em muốn nghe bằng được câu chuyện của hai người đó sắp nói với nhau. Nếu mà anh không hứng thú á thì anh có thể về. Hôm bữa em nói với anh, em muốn làm ca sĩ thiệt hả? Tại lúc đó em ham hát quá, cho nên là em mới nhờ chị Linh chỉ xin giùm. Mà em không tự lượng sức mình. Giờ nghĩ lại em thấy mắc cỡ quá. Em xin lỗi anh. Từ nay em sẽ không nghĩ chuyện quang đường này nữa. Thật ra chuyện em trở thành ca sĩ không quang đường, nó hoàn toàn nằm trong quyết định của anh. Chỉ cần anh gật đầu một cái là em đổi đời ngay. Vậy là anh nói thiệt hả? Em có thể trở thành ca sĩ? Em sao vậy? Thái độ gì lần sau? Em chỉ khó chịu với câu nói độc quyền của anh Liêm thôi. Lúc em mới vô nghề, anh cũng nói với em y chang như vậy. Theo anh nghĩ á, đó không phải là câu độc quyền, mà là câu cửa miệng thôi. Anh ta đã sử dụng nhiều lần rồi, và lần nào cũng thành công hết. Về sắc dốc và giọng hát của em đều có, nên chỉ cần anh bỏ công ra đào tạo cho em thì không đầy 2 tháng em có thể tự tin đứng hát trên sân khấu cũng giống như Hà Linh và Tuyết Nhi. 2 tháng là anh có thể dạy em làm ca sĩ? Đúng vậy. Nhưng mà sao em dám làm phiền tới anh được chứ? Anh đã nói là anh sẽ dạy cho em mà.
Em sợ gì phiền phức nữa. Chỉ có điều là sau khi anh dạy cho em rồi, em lấy cái gì trả công cho anh đây? Em biết anh là ông bầu nổi tiếng ở Sài Gòn này, muốn được anh mời không phải dễ. Nhưng mà nếu anh đào tạo em, cho dù trả bao nhiêu em cũng chịu hết. Em nghĩ anh đưa em tới đây và cất công mở lời đào tạo, cho em cơ hội trở thành ca sĩ đứng hát trên sân khấu, chỉ vì những đồng tiền lẻ của em thôi sao? Em coi thường anh quá rồi. Dạ, dạ không, không phải vậy đâu. Em không có ý coi thường anh. Em xin lỗi. Em nói vậy là vì em không biết lấy gì để trả ơn anh hết. Em vừa trẻ lại vừa đẹp như vậy, sợ gì không có cái để trả ơn cho anh. Anh Lim, anh nói gì em không hiểu. Có gì khó hiểu đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn trở thành cô nhân tình bé nhỏ của anh, thì lập tức anh sẽ biến em trở thành ca sĩ. Là như vậy rồi em còn chưa chịu sao? Nhân tình? Ý anh nói là em là người yêu của anh hả? Em nói sai rồi. Là nhân tình chứ không phải là người yêu. Nhân tình là sao? Em ngơ ngác như vậy chắc em chưa hiểu hết rồi. Nhân tình á là phải ngoan và phải biết lên giường. Em phải biết chiều anh khi mà anh muốn. Em có hiểu không? Anh Liêm à, anh nói gì vậy? Sao em có thể là nhân tình, em có thể lên giường với anh được chứ? Anh có phải là chồng của em đâu. Coi kìa, coi cái mặt ngây thơ của em đáng yêu chưa. Không nhất thiết phải cưới nhau mới lên giường đâu em. Muốn trở thành ca sĩ, em phải học quen với khái niệm này đi. Bộ ai muốn làm ca sĩ cũng phải như vậy hết hả? Đúng vậy. Hèn chi, tí em nói thiên hạ coi thường nghề ca sĩ, còn gọi họ là thứ sướng ca vô loài. Không, em không thể trở thành ca sĩ theo cách anh nói được. Em phải về đây. Ở phòng trà còn nhiều việc lắm. Em chào anh. Hả? Coi bộ anh quan tâm đến con nhỏ đó quá ha. Trời ơi, quan tâm cái gì? Em nghĩ sao mà anh lại quan tâm một con nhỏ nhà quê, trong khi bên cạnh anh là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Thôi, anh đừng có nịnh đầm nữa. Em nhìn vào mắt anh là em thấy hết rồi. Không có yêu thương gì đâu. Em đừng có suy nghĩ lung tung rồi ghen bậy. Cái gì? Ghen hả? Anh đúng là biết chọc tức em. Anh nghĩ sao một ca sĩ ăn khách như em mà lại ghen với một con nhỏ nhà quê bưng bàn như vậy chứ. Thôi, mình đi em. Tôi nói rồi á, mà cô cậu không có chịu nghe tôi. Cô của tôi khó tính lắm. Cô không có nhận dạy hay là nhận học trò gì hết á. Tại tôi thấy cô cậu năn nỉ quá nên tôi mới cho vô á. Thôi, hai người đứng đây nha. Tôi vô tôi báo cho cô tôi biết, rồi tôi ra tôi dắt hai người vô. Dạ. Mình học hát ở đây ha anh. Đây là nhà của cô Mỹ Hằng. Cô ấy rất nổi tiếng. Cô ấy nghỉ hát lâu rồi, nhưng trong giới ca sĩ ai cũng kính trọng cổ. Cô không nhận học trò bừa đâu. Nếu ai được cổ nhận thì đều thành danh hết. Nhưng mà sao cô không hát nữa vậy anh? Cái đó thì anh cũng không biết. Nhưng mà anh được một người bạn giới thiệu, cũng như em thôi. Hôm nay anh mới gặp cô lần đầu. Nghe đồn là cô rất khó tính, chỉ cần không thích là cô đuổi thẳng. Một lát gặp cô em nhớ cẩn trọng nha.
Nghe anh nói là em hồi hộp quá. Anh còn hồi hộp hơn em nữa. Hỏi nè, em chuẩn bị tâm lý xong chưa? Dạ thưa cô, con mời họ vào rồi ạ. Dạ con chào cô. Tôi không nhận học trò nữa. Anh Tâm không nói cho mấy người biết sao? Dạ thưa cô, anh Tâm có nói, nhưng vì quá mến mộ cô nên mạo muội tới đây. Dạ mong cô vui lòng nhận Lệ Hằng làm đệ tử. Lại đi, lại nói chuyện đi. Dạ con chào cô. Cô không phải là người ở đây. Dạ thưa cô, con ở dưới quê mới lên. Con thích hát, con thích làm ca sĩ lắm. Cô ơi, cô nhận con làm học trò nha cô. Làm ca sĩ không dễ kiếm tiền sung sướng như cô tưởng tượng đâu. Đừng như con thiêu thân, thấy hào quang thì lao đầu vào. Nhìn cô thật thà chất phác như vậy, không thích hợp làm ca sĩ đâu. Cô hãy rời xa chúng xa qua đầy cạm bẫy này, trở về quê sống yên thân với cuộc đời của mình đi. Dạ thưa cô, ai cũng có một ước mơ và hoài bão riêng của mình. Lệ Hằng thích hát và ước mơ được trở thành ca sĩ đứng trên sân khấu. Cô chưa nghe giọng hát của Lệ Hằng, sao cô vội nói là cô ấy không phù hợp làm ca sĩ à? Dạ anh Tấn nói phải, con thích hát lắm. Cô ơi, cô nghe con hát thử một lần nha cô. Cô nghe con hát thử một lần đi, rồi sau đó cô quyết định nhận con làm học trò của cô nha cô. Con sẽ hát bài Ơn Nghĩa Sinh Thành. Uống nước nhớ nguồn. Ai biểu cô hát? Cô đi về đi, tôi không nhận cô đâu. Sen. Dạ. Tiễn khách đi. Tôi nói rồi, cô không có chịu nhận học trò nữa đâu, mà mấy người không chịu tin tôi. Tôi mời hai người về đi. Cô ơi, cô, con... Dạ, nếu như cô đã nhất định không nhận, đứa con xin phép. Con xin phép ra mở cổng. Mời cô. Chị nè, bầu với ai cô cũng lạnh lùng vậy hả chị? Tính cô vốn vậy rồi, với ai cô cũng vậy hết á. Người ta nói người có tài thường có tật. Ông bà mình nói quả không sai mà. À, chị có thể giúp em thuyết phục cô nhận Lệ Hằng vào học được không? Dạ thôi cậu,
Cậu làm gì kỳ, tôi không nhận hối lộ đâu. Chỉ là ít tiền lẻ thôi, mà hối lộ gì? Hay là chị giúp tôi nói một lời với cô cho cô vui? Không được, tính cô khó lắm. Xưa nay cô chỉ nói một lời thôi. Nếu cô đã từ chối rồi á, thì cho dù cậu có mang núi vàng tới đặt dưới chân cô cũng không nhận nữa. Chuyện này tôi không giúp cậu được đâu. Mà cô nè, Sài Gòn này nhiều lò luyện hát lắm. Nếu cô không học chỗ này thì cô học chỗ khác cũng được mà. Em cũng biết vậy, chỉ là em muốn học ở chỗ cô hơn. Nhưng mà cô đã quyết rồi thì đành đi tìm thầy khác thôi. Em cảm ơn chị nhiều. Thôi, mình đi thôi. Anh còn một vài địa chỉ cũng khá nổi tiếng. Đi em. Cô ơi, họ về rồi. Họ về rồi à? Dạ, họ về hết rồi à. Chắc là họ giận lắm. Nói cô không ra gì phải không? Dạ không. Hai người này không giống như mấy cô ca sĩ trẻ trước đâu à. Họ nói năng rất ôn hòa lễ phép. Còn cô gái thì cô ấy cứ dùng dằn không muốn đi. Cô ơi, cô có sao không ạ? Cô ơi, cô, con lấy nước cho cô uống nha. Cô uống nước đi cô. Cô thấy đỡ chưa cô? Bệnh tình của cô, cô biết. Cô không sao, con đừng có lo lắng như vậy. Làm sao mà con không lo cho được? Con xem cô còn hơn là người thân của con nữa. Con thấy cô ho càng ngày càng nhiều, con lo lắm. Năm xưa cô đã cứu ba con thoát chết, ơn nghĩa đó con phải thay ba con báo đáp cho cô. Con thì lúc nào cũng nói mấy câu cũ rích. Hai mươi mấy năm rồi, ơn nghĩa gì cô cũng quên hết rồi. Con nhắc hoài chi vậy? Dạ, đây là lời trăn trối của ba con mà cô. Con làm sao quên được? Tuy lúc đó con còn nhỏ, nhưng con vẫn còn nhớ như in lời ba con kể. Năm đó... Ôi... Điệp sâu đành tâm mà đen giống thề. Con nhỏ đó nhìn con cũng được quá, mặt mày tươi tá sáng trưng. Đoàn dây chuông tao thích nó. Nếu đêm nay mà mày sắp xếp để nó qua học tao thì tiền thưởng của mày không ít đâu. Con nhỏ đó tên Mỹ Hà, vợ của giáo thanh xóm dưới. Ê, thân phận không xứng đi hầu ông. Hay là để con giới thiệu đứa khác đi hầu ông. Ôi tình đoàn trái sớm phải tàn mổ cánh quá rồi. Hay quá, hay quá. Trời ơi, tôi lỡ dạ mày, chú ơi, thôi tha tôi đi, tôi lỡ dạ, tôi khổ quá, tôi nghèo quá, mấy chú ơi, mấy chú ơi. Chuyện gì bộn màu vậy? Thằng này là thằng nào? Dạ tha tôi. Dạ thưa ông, thằng này đang trộm nhà mình. Không, tôi không có ăn trộm. Mày dám cả gan chú nhà tao ở trong hả? Không, tôi không có lấy gì hết. Không, hết muốn sống rồi. Mày đâu? Dạ. Để nó ra ngoài vườn, chặt kỹ chân nó cho tao. Đi mày, đi mày cả ông à. Cầm này, anh đi mày. Xong chuyện rồi, hát tiếp đi. Xong chuyện rồi.
Anh gì đó ơi, anh còn sống không vậy? Anh có nghe tôi nói không? Anh uống miếng nước cho nó tỉnh lại nha. Tôi cảm ơn cô ca sĩ. Hồi nãy cô hát hay lắm. Cảm ơn anh. Mà tại sao anh lại đi ăn trộm vậy? Anh có biết là ông Hội Đồng Thình nổi tiếng khó tính nhất trong làng không? Tôi không những biết mà còn biết rất rõ. Ăn trộm nhà ổng, lỡ bị bắt chỉ có nước chết thôi à. Anh biết vậy rồi, tại sao còn... Nếu không lâm vào cảnh ngặt thì tôi cũng đâu có đi vô bước đường cùng này. Để có ca sĩ không biết chứ, giờ này vợ tôi đang đau bụng đẻ ở nhà, vì thiếu mấy đồng để vợ vô nhà thương sanh con. Bất đắc dĩ nên tôi mới... Chỉ vì vài đồng thôi mà anh liều có mạng sống của mình như vậy sao? Bởi vì vợ tôi có thai ngược, không dám để sanh mụ giường, nên tôi lầm liều. Thật là tội nghiệp cho anh quá. Cô ca sĩ, cô làm gì vậy? Thì chị ở nhà sắp sanh rồi. Anh phải về để mà lo cho chị ấy. Nhưng mà lỡ ông Hội biết được. Cẩn thận, không sao đâu. Bây giờ anh phải chạy về để lo cho vợ con của mình đi. Cảm ơn cô ca sĩ nhiều lắm. Khoan đã. Anh cầm mấy đồng này về lo cho chị. Tôi chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Trời ơi, tôi làm sao dám nhận tiền của cô. Thôi, tôi không lấy đâu. Anh phải giữ lấy. Đây là tiền để cứu mạng vợ con anh. Không lẽ anh chỉ vì sĩ diện của mình mà đứng nhìn họ chết sao? Cầm lấy và chạy nhanh đi. Ông Hội Đồng ra mà thấy là chết đó. Không khéo còn liên lụy tới tôi nữa. Thì cô tốt bụng quá, cô đã cứu sống vợ con tôi. Ơn đức này tôi nguyện khắp cốt ghi tâm. Xin cô nhận tôi một lại này để gọi là tạ ơn cô. Thôi, cảm ơn cô. Anh đừng làm vậy. Ê, anh mau đi đi. Đi đi anh. Cảm ơn cô. Cẩn thận đó. Ba con kể, năm đó nếu như ba con không được cô mở dây trói thả cho ba con đi, cùng với số tiền mà cô giúp đỡ, chắc má con đã chết rồi. Giờ con cũng không có mặt trên đời này đâu. Con cứ mở miệng ra là ơn với nghĩa. Cô chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Dạ, suốt bao nhiêu năm dài ba con cứ rây rứt ở trong lòng, vì đã làm tổn thương đến thanh danh của cô. Cho tới ngày nhắm mắt về trời, ba con còn bắt con hứa là phải tìm bằng được cô để nói lời xin lỗi đó. Nếu như lần đó mà... Đừng nhắc chuyện đó nữa. Cô không muốn nghe đâu. Đừng nhắc nữa. Dạ, dạ. Cô ơi, nếu mà cô không muốn nghe nữa thì con không nhắc nữa đâu. Dạ, để con xắt thuốc cho cô uống à.
Dạ. Dạ chào chị. Chị ơi, chị cho em gặp cô một chút được không? Cô tôi khó lắm cô à. Tôi đã nói là cô tôi không có nhận rồi. Chị ơi, chị cho em gặp cô một lần thôi. Không được đâu, cô tôi không có nhận đâu. Cô đi về cho. Một chút xíu thôi mà em năn nỉ chị đó. Thôi, cô về nha, không có nhận đâu. Đứng một hồi rồi cô la tôi đó. Dạ, chị nói cô cho em gặp một lần thôi. Tôi đã nói là không được mà, đừng có làm khó tôi. Thôi, cô đi về đi. Dạ chào chị cho em gặp cô đi. Ngày nào tôi cũng nói với cô rồi mà cô không có chịu gặp em. Chị ơi, chị nói giúp em đi, em năn nỉ chị đó. Không được, không được đâu mà, thông cảm đi. Đêm về lòng đau xót xa lệ rơi. Người đã quên rồi những lời xưa xưa. Thề non hẹn nước chung tình, thề luôn chỉ có đôi mình, hẹn một đời yêu chỉ mình tôi. Kiếp người con gái trốn mang khổ đau. Cô gái này kiên trì lắm à. Đã đứng chờ cô 3 ngày như vậy rồi. Con nghĩ là nếu cô mà không ra gặp á thì cô không chịu đi đâu ạ. Con cá nhà ai mà cứng đầu như vậy không biết. Trời nắng trời mưa vẫn đứng ở ngoài đó suốt. Không xót thương thân mình thì cũng phải xót thương cho ba mẹ ở nhà chứ. Dạ, con đã nói nhiều lần rồi là cô không có nhận học trò nữa, nhưng cổ cứ kiên quyết đứng chờ và xin được gặp cô một lần thôi. Cô à, hay là cô gặp người ta một lần đi, rồi dứt khoát từ chối luôn, để người ta không còn hy vọng nữa. Chứ để đứng ngoài nắng rồi vừa khát vừa đói, hàng xóm người ta dị nghị với cô. Nè con, ra kêu cô ấy vô đây. Dạ. Em. Dạ. Cô mới chịu gặp em thôi, chứ chưa có nói là nhận em làm học trò của cô đâu nha. Chị cũng năn nỉ cô giùm em hết lời rồi, nên đây là cơ hội cuối cùng của em đó. Em phải cố gắng hết sức nha. Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị nha. Ủa, mà Sài Gòn này á, có biết bao nhiêu là lò đào tạo ca sĩ, bao nhiêu là thầy cô nổi tiếng, sao em cứ tha thiết muốn học cô Mỹ Hằng vậy? Em cũng không biết nữa. Không hiểu sao vừa gặp cô là em có cảm tình liền hả? Trời ơi, lần đầu tiên á, chị mới nghe là có người cảm tình với cô khi mà mới gặp lần đầu á. Ai cũng nói là cô Mỹ Hằng á khó tính, rồi khó gần gũi không à. Không đâu chị, khi mà em nhìn thấy cô, em thấy cô rất hiền và dễ gần nữa. Chị cũng thấy như em vậy đó. Thôi vô nhà đi. Dạ. Em vô đi. Dạ. Dạ, con chào cô. Mấy ngày nay con đứng ở ngoài để được gặp cô, chỉ để muốn cô dạy con hát. Có như vậy thôi sao?
Dạ, đúng là con muốn học hát ở cô. Nhưng mà con đứng chờ gặp cô không phải để năn nỉ cô nhận con làm học trò. Vậy con muốn gặp cô để làm gì? Dạ, con cũng không biết làm sao nữa cô. Nhưng mà không hiểu sao mới gặp cô có một lần à, mà con thấy cô thân quen lắm. Cứ như là con gặp cô ở đâu rồi á. Cô ơi, cô à, hôm trước gặp cô, con thấy cô ho nhiều, mà tiếng ho của cô lại có rất nhiều đàm. Con biết có một bài thuốc hay lắm, để con ra sao nấu cho cô uống nha. Con nấu thuốc cho cô uống à? Dạ, chỉ là thuốc dân gian thôi cô. Hồi nhỏ, tí con hay nấu cho con uống lắm. Chỉ là rau diếp cá nấu với nước do gạo. Không có tốn kém nhiều đâu cô. Rau diếp cá nấu với nước do gạo? Dạ. Có sao không con? Để tí vuốt, tí vuốt ngực cho con nha. Con khó thở quá tí ơi. Ừ, ráng lên con, ráng lên. Má nấu thuốc cho con rồi nè, con dậy uống cho mau khỏi nha. À, dậy, dậy uống thuốc đi con. Uống thuốc đi con. Nè ngoan, uống đi con. Uống đi. Thuốc này hôi lắm. Thuốc hôi quá. Em cho con uống thuốc gì mà hôi quá vậy? Ừ, đây là bài thuốc dân gian từ rau diếp cá và nước do gạo. Thuốc gì mà anh nghe lạ quá vậy? Ai chỉ cho em, có đúng không? Ừ, đây là bài thuốc của tía em. Hồi nhỏ em bị bệnh, tía toàn cho em uống bài thuốc này không á. Con ráng uống hết một hơi. Con ráng nín thở, uống hết một hơi cho mau khỏe nha. Thuốc này tiêu đàm tốt lắm. Uống đi con. Thuốc này tuy có mùi lạ, khó uống, nhưng mà hay lắm cô. Hồi nhỏ, má còn hay nấu cho con uống lắm. Hồi nhỏ, má con nấu cho con uống sao? Vậy thì bây giờ má con đâu? Chuyện đó con cũng không biết nữa. Tía con nói má con mê làm ca sĩ, nên bỏ tía con rồi. Nhưng mà con không có tin đâu. Nhưng mà con nghĩ nhất định má con có chuyện gì khổ tâm lắm. Má con không bao giờ bỏ tụi con đâu. Má con thương tụi con lắm. Con tên gì? Tía con tên gì? Và nhà cửa ở đâu? Dạ, con tên Lệ Hằng. Tía con là ông giáo Thanh. Nhà con có Tri Tôn Long Xuyên. À, con còn có đứa em tên là Thiên Tứ nữa. Cô ơi, cô bị làm sao vậy cô? Con nói sao? Con tên là Lệ Hằng. Dạ con. Con là con của ông Giao Thanh ở Tri Tôn hả cô? Dạ thật ra con tên Lệ. Nhưng mà từ khi má con bỏ đi, tía mới thêm cho con chữ Hằng. Mà cô ơi, sao hả cô? Một cô quen tía con hả? Không, cô không quen gì với tía con hết. Cũng phải, tía con ở Tri Tôn lận, làm sao mà quen cô được chứ? Mà sao con bỏ tía con để lên Sài Gòn học hát vậy? Rồi tía con có cho không? Tía con ghét nhất nghề ca sĩ, thì làm sao mà cho con đi hát được hả cô? Nhưng mà cuộc đời đưa đẩy con. Đưa đẩy thế nào? Con kể cho cô nghe được không? Dạ được, nhưng mà con chỉ sợ cô mệt thôi. Hãy để con rót con miếng nước. Ừ.
đi con. Cảm ơn con. Cô ngó bộ sắc diện của cô hôm nay hồng hào mà tươi hơn mọi ngày đó ạ. Đêm qua cô ngủ được, sáng nay uống hết ly sữa luôn nên cô mới tươi như vậy đó. Vậy thì tốt quá. Cô qua ăn trái cây đi, con chuẩn bị cho cô rồi ạ. Ừ, đồng hồ nhà mình bộ bị hư hay sao vậy con? Dạ đâu có, đồng hồ nhà mình vẫn chạy bình thường mà cô. Sao nó chạy chậm quá à? Nè, một lát nữa Lệ Hằng tới học thì con gọt nhiều trái cây cho nó ăn nghe con. Dạ. Vậy là cô chịu nhận em Hằng vô học rồi phải không cô? Ừ, cô chịu rồi. Công nhận, còn nhỏ còn vậy mà biết cách năn nỉ ghê á. Mà bữa hổm nó nói gì mà khiến cô động lòng vậy cô? Nó không có nói gì hết, chỉ kể lại cuộc đời của nó cho cô nghe thôi. Hoàn cảnh của nó tội nghiệp lắm, nên cô đã hứa dạy cho em nó thành tài. Dạ, hoàn cảnh thì cũng có nhiều người có hoàn cảnh lắm, mà con thấy hình như cô ưu ái cho Lệ Hằng nhiều hơn. Sao cô không ưu ái cho nó được chứ? Vì nó là... Nó là gì hả cô? Chắc là Hằng tới rồi đó. Con ra mở cửa đi con. Dạ. Đêm về lòng đau xót xa lệ rơi. Lời thề xưa, thề non hẹn nước chung tình, thề luôn chỉ có đôi mình. Đêm qua anh đã nói hết lời rồi, mà tại sao vẫn nhất quyết cãi lời anh là sao? Không phải em cãi lời anh, nhưng mà em lỡ nhận lời đi hát rồi. Không lẽ mình là ca sĩ, không lẽ hát gần thì mình đi, còn đi xa thì mình lại từ chối? Như vậy coi sao được anh? Thời gian này con đang còn nhỏ, em ở nhà chăm sóc cho con đi. Còn phần anh đi dạy, có thể lo được cho gia đình mà. Em biết là anh có thể lo cho mẹ con em, nhưng mà em đi hát đâu phải chỉ vì tiền. Anh cũng biết mà, ca hát là ước mơ của em. Hồi đó, lần đầu tiên anh thấy em trên sân khấu, anh còn tặng cho em nguyên bó bông bụp nữa. Anh quên rồi hả? Tía tặng cho má bông bụp, tía cũng tặng cho con luôn đi. Hồi đó em còn trẻ, chưa chồng chưa con, muốn làm gì cũng được. Còn bây giờ khác rồi. Với lại thường ngày em đi hát gần, sao bây giờ nổi hứng đồ đi hát xa vậy? Mà em đi mấy ngày, sao đem một đống đồ vậy hả? Em hát có 2 suất hà, mà đi đi về về thì mất 2 ngày, nên em dự phòng ông bầu nhận thêm suất, em mang quần áo cho 4 ngày. Thôi đi, anh nói không có đi được. Anh đừng có như vậy mà. Em lỡ nhận lời rồi, ông bầu ổng quan trọng suất hát này lắm á. Em mà không đi là ổng đuổi em luôn á. Đuổi thì đuổi, có cái gì mà sợ. Em là gái đã có chồng, không có thể bỏ nhà đi xa như vậy được, mà đi thời gian dài như vậy nữa. Má đừng đi, má nhà hát cho con nghe đi má. Má không ở nhà được. Con ngoan ở nhà, ráng ngoan và chăm sóc em nha. Rồi má đi hát về, má mua cho con nguyên con gấu bông bự luôn ha. Dạ. Anh Thanh à, em xin lỗi, nhưng mà em không thể không đi được. Suất này ông bầu trả tiền cho em nhiều lắm, mà ông còn ứng trước cho em 1/2 số lương nữa.
anh cầm lấy số tiền này đi. Em thôi đi, anh đã nói em không được đi là không được đi. Còn nếu như em nhất quyết bước ra khỏi cánh cửa này đó thì đừng bao giờ trở về đi nữa. Anh Thanh, anh. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta, hoàng hôn đêm đâu đây màu tím dần trong hồn ta. Muốn khoan, không khoan. Nghe cô nói nè, con hát như vậy là không ổn rồi. Câu này con lấy hơi như vậy là sai. Con phải hít thật sâu vô, giữ hơi trong bụng, rồi từ từ nhả ra. Con hát nhẹ nhàng tự nhiên, đừng có gồng lên như vậy. Con phải hát như cô nè. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta. Đó, con phải hít hơi vào, rồi con nhả hơi ra từ từ. Dạ. Vậy mình hát xong một câu là mình phải lấy hơi một câu hả cô? Làm ca sĩ, việc đầu tiên là con phải biết lấy hơi. Con được trời ban cho giọng hát hay, có khả năng cảm âm rất tốt. Nhưng nếu không biết lấy hơi thì khi hát sẽ làm nát câu, vụng bài và sẽ mau bị mệt. Khó mà hát nhiều bài cùng một lúc được. Dạ, con nhớ rồi. Học nãy giờ cũng mệt rồi. Ra nghỉ giải lao, uống nước, ăn trái cây cho khỏe nghe con. Dạ. Đưa đây cho cô. Con ngồi đi. Dạ. Con người cô, mời em uống nước. Dạ, em cảm ơn chị nha. Uống nước đi con. Dạ. Cô ơi, con nói cái này không phải con nịnh cô đâu. Không hiểu sao mới gặp cô mà con thấy thương cô lắm. Không phải tự nhiên đâu con. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó hết. Nguyên nhân gì vậy cô? Cô cũng có đứa con gái trật tuổi con. Mấy bữa nay con không thấy chị. Chị đi học hay lấy chồng vậy cô? Nó không đi học cũng không lấy chồng. Chỉ vì cô lỡ làm sai một chuyện nên cô không dám về gặp nó con à. Thôi, sao con không dám về? Má con với nhau mà. Dù có sai chuyện gì cũng đâu có sao đâu cô. Nói một câu là bỏ qua hết mà. Con nói như vậy là gì? Con không biết cô sai chuyện gì đâu. Con không biết là cô sai làm gì. Nhưng con biết con gái của cô không gặp cô sẽ buồn lắm. Cũng như con vậy. Con lúc nào cũng nhớ má, muốn đi tìm má. Mà con không biết má mình ở đâu hết. Rồi con có trách má con không? Con không có trách. Con chỉ mong là má con có ở đâu thì cũng mạnh giỏi. Bao nhiêu năm nay con luôn ước được gặp lại má một lần, để nói cho má nghe cái câu mà của tí, cái hôm mà má cãi lời tí á. Để cô đoán thử con có đúng không nghe con. Tí con hâm má con là nếu dám bước chân ra khỏi nhà thì đừng bao giờ quay trở lại, có đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc má đi rồi á, tí con có nói thêm. Vậy thì nếu như em bước chân ra khỏi nhà thì đừng bao giờ trở về đây nữa. Má ơi, tí giận rồi kìa. Má đừng làm tí giận nữa nha má. Má đừng có đi, má ở nhà với con đi má. Má không muốn làm cho tí của con buồn đâu. Nhưng mà má lỡ hứa với ông bầu rồi nên phải hát cho người ta. Má hứa với con, má chỉ hát đúng một lần này nữa thôi. Mai mốt má sẽ hát gần, không đi hát xa nữa.
con cầm tiền này, khi nào mà tí hết giận má, con đưa cho tí giùm má nha. Dạ. Má ơi, đừng đi rồi má. Má ơi. Thôi con, má hứa vậy rồi, mai mốt má ở nhà má lo cho con mà. Vậy tía có đuổi má đi luôn không tía? Tía thương má con không hết, làm sao mà đuổi má con đi. Tía con đã nói như vậy thiệt sao? Dạ thiệt, tía con nói như vậy á. Người ngoài không biết, nhìn vô tưởng tía con lạnh lùng khó khăn lắm, nhưng mà không phải vậy đâu cô. Tía con sống tình cảm lắm. Cô biết không, hôm nhận được thơ của má, tía con đã khóc. Tía con khóc à? Dạ. Anh Thanh, em không thể vì anh và con mà chôn vùi cuộc đời sự nghiệp ở cái nơi khỉ ho cò gái này. Em phải lên Sài Gòn để xây dựng tương lai sự nghiệp của mình. Em mong anh thông cảm. Anh ráng nuôi con nên người, phần em với anh tới đây coi như hết duyên nợ. Tía ơi, thơ của má hả tía? Má dễ chổng vậy tía? Má con giết, má đã bỏ tía con mình rồi. Sao má lại bỏ tía con mình? Hôm trước má còn hứa mua búp bê, mua bánh cho con nữa mà tía. Cô ơi, con xin lỗi cô. Con không biết câu chuyện của con làm cô buồn. Cô không sao, con đừng có lo. Tính cô như vậy đó, dễ mũi lòng lắm. Cô là nghệ sĩ mà con. Con biết không, nghe chuyện gì thương tâm một chút là cô rơi nước mắt à. Rồi sao nữa, con kể tiếp cho cô nghe đi. Tí con khóc, buồn tới nỗi bệnh luôn. Rồi sau đó tí con như đổi thành người khác vậy đó cô. Tí chạy đi kiếm ông bầu, còn đánh người ta một trận nữa, rồi bắt ổng chỉ chỗ má con ở. Nhưng mà ông bầu không chịu nói. Ổng biểu tí con là ổng cũng đang kiếm má để trả tiền hát mà không gặp. Tội nghiệp cho anh Tuấn, anh không hề biết gì trong chuyện này hết. Cô à, anh Tuấn nào vậy cô? Không, câu chuyện trùng hợp quá, cho nên cô nhớ tới câu chuyện của cô mới nói xen vào thôi mà. À, cô nhắc con mới nhớ, hình như ông bầu của má con cũng tên Tuấn đó cô. Ừ. Ông hiền lắm, bị tía con đánh chửi hoài à. Sau này ông chịu không nổi, ông dọn nhà bỏ đi biệt xứ luôn. Chắc là cũng nhớ má lắm phải không con? Còn Thi Tứ thì sao? Nó có khóc nhiều không con? Nó khóc dữ lắm, ai dỗ cũng không chịu. Cuối cùng tía con phải nhờ dì Hai Tím ở nhà bên cạnh á, phải qua để phụ dỗ nó. Hồi đó mỗi lần mà nghe nó khóc là con cũng khóc theo. Hai chị em khóc một hồi, làm tía với lại dì Hai Tím cũng khóc theo luôn. Nhà con lúc đó thê thảm và ảm đạm lắm cô ơi. Nếu không vì hoàn cảnh ngặt nghèo, cô biết má con sẽ không bao giờ bỏ tía con mà ra đi đâu. Dạ, con cũng nghĩ vậy, nhưng mà tía con không có tin. Tía nói má ham giàu sang, vinh hoa phú quý, chê cảnh nhà nghèo nàn đạm bạc. Dì Hai Tím nói má con lên Sài Gòn vì muốn làm ca sĩ nổi tiếng, được hát trên vô tuyến, cho nên là ngày nào con cũng qua nhà bà Hội để xem ké hết. Nhưng con không thấy má, con biết má con nổi tiếng chưa nữa.
Con nghĩ má con không làm ca sĩ đâu. Sao con nghĩ vậy? Ừ, vì nếu má con làm ca sĩ thì cô đã biết rồi. Nhưng mà nếu không làm ca sĩ thì má con sống bằng nghề gì? Má của con thích hát lắm. Nếu không được hát thì má của con sẽ buồn lắm. Con đâu rồi? Dạ, con ngủ ở trong phòng đó anh. Anh, không ngờ em chỉ nói chơi thôi mà nội cho mình ra riêng thiệt. Hôm nghe má nói, em có tưởng đâu là mình bị ù tai không à. Công nhận, bà nội coi vậy mà cũng thương con cháu thiệt đó. Thì bà nội nào mà không thương con thương cháu chứ. Có nhà riêng rồi, thích quá à. Tha hồ, trưng bày dọn dẹp. Anh à, anh thấy cái bình hoa này em để ở chỗ này đẹp không? Còn nữa, em tính ở trên tường treo mấy bức tranh ha. Ngày mai mình rảnh, mình đi mua tranh nha. Em hỏi, làm như mình là một cô vợ ngoan hiền, lúc nào cũng nghe lời chồng vậy. Dĩ nhiên là lúc nào em cũng là vợ ngoan hiền của anh mà. Ở đây là nhà riêng của mình, không có ba má, cũng không có bà nội. Em không cần phải đóng kịch như vậy đâu. Anh nói gì vậy? Em đóng kịch gì? Em lúc nào mà không nghe lời của anh? Có khi nào anh nói mà em không nghe đâu. Nghe lời của anh? Nếu như nghe lời, em đâu có đồ ra riêng như vậy. Em thừa biết là muốn sống ở dưới quê để chăm sóc bà nội và ba má mà. Bà nội còn sống được bao lâu nữa đâu. Thì ra là anh giận em chuyện này. Đâu phải là em không muốn nghe lời anh đâu. Tại vì em nghe người ta nói vợ chồng thì chồng đâu vợ đó mới hạnh phúc. Ai đời vì vợ chồng cưới nhau rồi cả tháng mới gặp nhau có một lần, đã vậy mỗi lần về anh còn lạnh nhạt hờ hững với em nữa. Vợ chồng có yêu có thương thì mới mặn nồng ân ái được. Đã không còn cảm xúc thì ở cạnh cũng vậy thôi. Anh Thành, anh nói như vậy là anh không có thương em sao? Em muốn nghe anh nói thật không? Nếu như em muốn thì anh không giấu nữa. Mà thông minh như em, anh nghĩ không cần nói thì em cũng hiểu mà. Trong lòng của anh chỉ có một Lệ Hằng thôi. Nhưng mà cô ta đã từ hôn rồi mà. Trước mặt tôi đừng nói những lời này. Còn nói ra chỉ khiến tôi chán ghét em nhiều thôi. Anh nói như vậy là sao? Anh chán ghét em? Trước đây tuy tôi không yêu, nhưng tôi vẫn quý mến và xem em như một người bạn tốt. Còn bây giờ? Bây giờ thì sao? Trong lòng tôi chỉ có sự chán ghét và khinh bỉ. Tôi không ngờ chỉ vì yêu tôi mà cô dám bất chấp thủ đoạn như vậy. Anh nói cái gì vậy? Em có thủ đoạn gì đâu chứ. Không thủ đoạn, tôi đã không muốn nói rồi thì đừng có ép tôi. Tự hỏi lương tâm của mình đi, cô đã làm những gì? Em làm gì chứ? Em đâu có làm gì để anh phải chán ghét em hết. Đem bí mật của Lệ Hằng nói cho má tôi biết, rồi lợi dụng tôi lúc sai, vu khống tôi. Bao nhiêu đó đủ chưa? Hay là cô nghĩ như vậy chưa đủ thâm hiểm và độc ác? Hả? Anh đã biết hết rồi hả? Nhưng em làm như vậy là tại vì em quá thương anh mà thôi. Tình yêu nó phải đến từ hai phía mới đúng nghĩa.
dùng thủ đoạn để chiếm đoạt. Nó không giúp con có được trái tim của tôi đâu. Anh nói những lời như vậy với vợ mình, anh không thấy mình tàn nhẫn lắm sao? Nói như vậy vẫn chưa đủ tàn nhẫn bằng việc cô đẩy Lê Hằng vào thảm cảnh kìa. Bụng mang dạ chữa, bị đuổi ra khỏi nhà trong lúc hai bàn tay trắng. Không nhắc thì thôi, mà nhắc lại tôi càng kinh tởm cô hơn kìa. Anh Thành, anh định đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn không dịch thêm mặt của cô là được rồi. Tiến Thành, anh lạnh lùng ghét bỏ em là vì Lệ Hằng sao? Không, em không tin. Em không tin mình lại có thể thua một con nhỏ nhà quê thấp hỏng. Không thể. Rồi, xong rồi. Em run quá chị ơi. Trời, sao em run quá vậy? Cố gắng lên, em phải thật bình tĩnh. Không thôi, một hồi lên sân khấu là không có hơi để hát đâu đó. Em cố gắng lên. Chết rồi, em quên rồi. Bây giờ em không nhớ lời bài hát như thế nào nữa. Em nghe chị nói nè, trước khi đi, cô dặn em những gì? Em nhớ không? Em nhớ hết. Vậy nhắc lại cho chị nghe coi. Tập trung lời bài hát, thả lỏng cơ thể, không được chú ý tới khán giả, phải hết sức thoải mái. Ừ, đúng rồi. Em cứ làm theo lời cô là không có chuyện gì xảy ra đâu. Cố gắng lên nha. Còn bây giờ đi theo chị. Đây là bàn thờ tổ nghiệp, em mau đốt nhang cầu xin đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sau cuộc thi này, em sẽ chính thức bước vào con đường ca hát. Em hãy thắp một nén nhang, cầu xin tổ phù hộ cho mình, soi sáng phù hộ con đường mình đi. Đây nè em thắp nhang dạ. Cầu xin tổ phù hộ em đi. Tổ nghiệp hả chị? Ừ. Dạ. Thành tâm vô. Có khấn 10 lần thì tổ cũng không có đãi đâu. Chị đừng có nói như vậy. Tổ sân khấu linh thiêng lắm. Ai thành tâm á cũng được tổ đãi hết á. Tổ đãi là một chuyện, còn phải tùy thuộc vào thực lực nữa. Đâu phải ai thành tâm giái lại thì cũng có thể trở thành ca sĩ đâu. Cố gắng lên em. Em hát hay quá, chị tắm ra thành công rồi. Chị mừng cho em. Em hát hay lắm, chúc mừng em. Cảm ơn anh. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Anh đang tìm ai hả? Là bạn học thôi. Em có gọt đu đủ cho anh nè. Trái này anh thích ăn nhất đó. Ăn một miếng cho mát nha. Tôi không thích ăn đâu. Anh Thành, anh định dùng thái độ này để trả thù em đó hả? Tôi không phải tiểu nhân mà trả thù phụ nữ đâu. Anh không trả thù, tại sao anh lạnh nhạt với em hoài vậy? Vì tôi không thể nào dối lòng mình
nói lời yêu thương với một người mình không có tình cảm được. Anh à, dù gì tụi mình cũng học chung với nhau, cũng đã có một đứa con với nhau rồi. Không lẽ anh không có một chút tình cảm gì với em sao? Trước đây thì có, nhưng từ khi cô dùng thủ đoạn hãm hại chia rẽ tôi với lại Hằng thì hết rồi. Anh à, em biết là em đã sai, nhưng mà anh phải hiểu cho em. Em làm như vậy chẳng qua là tại vì em quá yêu anh, em không muốn mất anh. Có bao giờ cô có tôi đâu, làm sao mà mất được. Anh định đối xử với em như vậy đến trọn đời sao? Phải đó. Anh Thành, anh không thể đối xử với em như vậy được. Lệ Hằng, không lẽ là cô sao? Còn chi đâu anh ơi, có còn lại chẳng dư âm thôi, chẳng còn thương đau mến đau môi. Yêu rồi tình yêu rất chua cay, mến nào bằng mến thương đâu đây. Hỡi người, bỏ ta trong mơ bay, không thể em chịu bất kỳ tổn thương nào. Phương trời mình đi rất thêm xa, nghe vòng mùa thu sau lưng ta. Anh ơi, thu thiết ta. Ôi người vì ta quá phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư, mất lệ mà hoen xưa âm xưa. Một vòng trăng vỡ đã thôi không theo nhau, cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau. Anh ơi, ở đây có ai ngồi không anh? Hết ừ, rồi chỗ con cọc, cô muốn ngồi thì ngồi đi. Gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi. Nhìn anh lạ lắm, anh tới đây lần đầu hả? Phải. Mình cạn đi anh. Tôi đang nghe nhạc, cô không thấy sao? Mà có nói chuyện liên tục vậy. Phiền cô sang bằng khác giùm. Tôi không cần tiếp viên đâu. Cái gì? Anh nói ai là tiếp viên chứ? Không phải tiếp viên, sao lại rót rượu cho tôi? Thì tôi thấy anh ngồi một mình nên tôi đến đây nói chuyện với anh, cho anh vui. Tôi không có nhu cầu nói chuyện, phiền cô tránh sang chỗ khác cho tôi nghe hát. Anh làm cái gì vậy? Anh nghĩ là tôi cần tiền của anh sao? Anh đừng có quá đáng nha. Dạ, xin cảm ơn quý khách. Và sau đây là tiếng hát của ca sĩ Hà Thu. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta. Lê Hằng, tôi có chuyện muốn nói với cô. Đi. Nè, anh làm gì vậy? Tôi với anh không có can hệ gì nữa. Tại sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy anh Phùng? Câu này để tôi nói mới đúng. Sao cô cứ xuất hiện trong đời tôi hoài vậy? Anh nói như vậy là có ý gì? Tôi không cần biết cuộc sống hiện tại của cô ra sao. Tôi yêu cầu cô biến khỏi đây, đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. Tại sao tôi phải làm theo lời anh? Vì tôi là cha của con cô.
Anh có tư cách nói câu đó sao? Hãy để tôi được yên để nuôi con. Coi như tôi xin anh đó anh Phùng. À, cô không được đi. Mà chưa nói hết mà. Anh buông tôi ra. Buông tôi ra. Công nhận, mới có 2 năm mà xinh đẹp hẳn ra luôn đó. Tôi thật là ngu ngốc mới không nhận ra điều này. Hằng à, đằng nào thì em cũng đã có con với anh rồi. Hay là tụi mình nói lại tình xưa đi. Anh đừng có hồng. Lê Hằng, đứng lại. Phùng. Lại là mày à? Mày vẫn liên lạc với Lê Hằng, sao mày lại giấu tao? Tao thích. Nè, mày với Lê Hằng vừa nói chuyện gì vậy? Tại sao tao phải nói với mày? Vậy tao sẽ không để cho mày tổn hại Lê Hằng một lần nữa. Khi mày mò tới đây, Thu Trâm có biết không? Mày đừng nhắc Thu Trâm với tao. Nếu như mày không muốn ăn đòn như lần trước, mày nói cho tao biết đi. Mày muốn giở trò đúng mặt gì với Lê Hằng? Tao không thích nói mày làm gì tao. Mày đi ngựa. Buông ra. Buông tao ra coi. Buông ra. Mày nói đi. Mày muốn hãm hại gì Lê Hằng? Mày nói đi. Tao không hại gì Lê Hằng. Tao chỉ muốn cậu biết khỏi mắt của tao mà thôi. Có thật không? Mày không tin thì thôi. Nhưng mà mắc mớ gì mày quan tâm chuyện này? Đừng nói là mày đèo bọc muốn kiếm thêm vợ bé nghe. Mày bỏ ý định này đi. Mày á, không đủ tư cách để theo đuổi Lê Hằng đâu. Tao không đủ tư cách, mày cũng không xứng đáng đâu. Mày nghe rõ đây, tao sẽ không để mày hay bất kỳ ai làm tổn hại tay mày. Nếu mày dám chạm tới một cọng tóc của Lê Hằng, tao sẽ cho mày tơi tả như lần trước. Mày nghe rõ chưa? Mày nhớ đó. Mày tưởng mày nói vậy tao sẽ sợ mày hả? Tao mà không được, mày cũng đừng có hòng. Anh làm gì mà đứng tần ngần suy tư vậy? Vô với em đi, tự nhiên bỏ người ta à? Tuyết Nhi à, xin lỗi em, anh phải về liền. Sao kỳ vậy? Mình mới tới khách sạn mà. Đem khách anh bù cho. Bây giờ anh có việc phải về rồi. Em không chịu đâu. Anh kiếm cớ đi với người khác bỏ em phải không? Em đừng có quá đa nghi. Sợ gì anh phải về ngay là để nhổ cái gai trong mắt của em đó. Nhổ gai trong mắt của em? Ý anh là sao? Là bứng tận gốc Lệ Hằng Hà Linh ra khỏi cuộc đời của em. Làm sao em không có hiểu? Anh vừa mới nghĩ ra một cách, vừa một lúc có thể bắn được 2 con nhạn, vừa trả thù thằng Thành, vừa giúp em loại được cái gai. Trả thù ông Thành rồi loại luôn cái gai hả? Cách gì? Nói cho em nghe thử coi. Biết đâu em có thể giúp được anh. Nếu em muốn giúp anh á, em cứ ngồi im và ngoan ngoãn. Nhớ là đừng có ghen nghe chưa. Ngoan ngoãn ngồi im á thì được, nhưng mà biểu không ghen á thì không có hứa đâu à nghen.